mang vườn đi muôn nơi cuộc thi bá đạo dành cho các nghệ nhân làm vườn tại nhật bản cuộc thi này được tổ chức thường niên tại nhật bản với tên gọi kichak garden hàng năm các chuyên gia làm vườn cảnh ở nhật bản lại tê tự lại tại một cuộc thi có tên kichak garden đây là một cuộc thi vô cùng độc đáo khi mà những người tham gia sẽ sử dụng một chiếc xe tải nhỏ và xây trên thù xe một khoảng vườn bắt mắt ở Nhật Bản, những chiếc xe tải nhỏ Kitora được sử dụng rất phổ biến tại Nhật Bản. Những mẫu xe này được sử dụng chủ yếu trong các lĩnh vực xây dựng và nông nghiệp. Những chiếc xe tải Kitora dần trở thành một phần văn hóa của đất nước mặt trời mọc. Mọi người ở Nhật Bản yêu thích nó vì sự tiện lợi mà nó đem lại. Với kích thước nhỏ gọn, chiếc xe có thể dễ dàng di chuyển trên các con đường hẹp. Cộng thêm với đó là khoang chở đồ phía sau giúp cho chủ nhân có thể vận chuyển đồ đạc với khối lượng khá lớn và cứ hàng năm lại có một cuộc thi được tổ chức như để tôn vinh chiếc xe này đó chính là cuộc thi độc đáo Kichak Garden. Cuộc thi này cho phép những người tham gia thỏa sức sáng tạo xây những khu vườn mini trên chính, khoang chở đồ của chiếc xe tải Kitora. Dưới đây là những tác phẩm độc đáo, được đem đến cuộc thi. Những khu vườn mini, được xây tinh tế trong khoang sau xe tải ảnh. OC, mỗi khu vườn đều mang trong mình một phong cách riêng ảnh. OC, có người con trang trí cả bể cá cho khu vườn của mình ảnh. OC, một trong những khu vườn đẹp trong cuộc thi ảnh OC, hãy viết đôi điều về video này dưới phần bình luận nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.